Vâng, hello, chào tất cả mọi người. Và tiếp tục di chuyển xuống dưới cốc của thầy Minh Tuệ mọi người nhé. Đó, thì đây mọi người thấy rằng là cái con đường mà đi vô đây thì em cũng đã hay quay cho tất cả mọi người xem rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ tiếp tục di chuyển xuống để quay cho tất cả mọi người xem ở dưới cốc, xem là dưới đó xem có ai không mọi người. Nên này, có rất nhiều người nói với em rằng là cái cây bồ đề á mà ở dưới cốc thầy Minh Tuệ là ở đâu. Thì mọi người thấy này, đó đây là cái cổng nhá. Đây là em đang cho mọi người xem này. Nếu như mà mọi người đi từ trên này xuống này, đó, đi từ trên này xuống này, thì mọi người sẽ thấy rằng là ở đây thì đi thẳng xuống dưới này này, chị sẽ thấy hai cây bồ đề ở bên trong này. Đó, cái cây phủ bạc xanh xanh đó. Đó, thì đấy chính là cây bồ đề á mọi người. Một cây ở dưới này nữa. Đó. Còn nếu như mà đi vô trong này, đi vô trong cái cổng này này, thì mọi người sẽ thấy rằng là vô trong này thì sẽ có cái con đường bê tông. Con đường này cũng mới đổ thôi. Đó, còn bên dưới này này thì sẽ có con đường xuống này. Đó, xuống gần này để ngắm này. Đó, còn đi vô trong này mọi người thấy rằng là con đường đi xuống dưới cốc bây giờ rất là đẹp. Ha, mọi người thấy rất là đẹp ha. Bởi vì là cái con đường này đi xuống thì mọi người thấy rằng là được đổ bê tông. Nó cũng chỉ khoảng tầm độ 1 mét thôi. Đó, nhưng mà đi xuống dưới này mọi người thấy rằng là không có bị trơn trượt, không có kiểu như là không có té ngã, trời mưa cũng không lo. Đó, nếu mà trời mưa thì nó sẽ sạch hết cái đất đá ở trên cái đường bê tông này mọi người này. Đó, bây giờ đi xuống dưới cốc xem là có ai ở dưới này hay không. Bởi vì là bà con ở dưới này cũng hay đến đây rất là nhiều. Đó. Đó, dưới này thì mọi người thấy rằng là ở đây rất là nhiều cá, như dưới ao của thầy nhiều cá lắm. Đó. Cô chú cũng đang có mặt ở dưới cốc của thầy này. Xin cô đi, mấy bạn nhỏ xin cô đi. À, đây rất là nhiều bim bim. Rất là nhiều bim bim. Ok, chào cô nhé. Mày giờ mày đi gặp luôn. Dạ. Ủa, các cô chuẩn bị bim bim ạ. Ừ. Mọi người vô nhận lộc. Đây là nhận lộc đây màu trong lớn. Đây là màu đen. Đây là cái khu cốc của thầy vào cái trời, mỗi lúc là trời bây giờ cũng đã gọi là chuẩn bị tối rồi. À, đây xuống phát lộc cho mấy đứa này. Vừa có sữa vừa có bim bim. Ôi, dưới này nhiều cá lắm mọi người. Này hát nhân sinh quán hay lắm đây này. Đó. Bữa nay là ước nguyện được thăm cốc của thầy. Có đồ kỹ vật của thầy rồi nhưng mà ước nguyện cũng vào đây được thăm cốc của thầy. Cô với chú là từ đâu đến đây đấy ạ? Vậy là may mắn thành thế. Thế nhưng mà cô chú đi bằng gì vô đây? Đi xe máy luôn hả? À, đi chiếc xe máy ngoài đó. À, thấy con thấy cô chú bảo là à, nếu mà đi vô đây là cô mẹ con cái này cô đi xe máy mà mẹ con lại cô khô á đi đi xứ đi đồ vừa nặng 47 đô thì đó. Dạ. Nhưng mà con thấy cô có đem theo cả mùng mền đúng không? Có. Cô là mệt bố có lắm vậy. À, nhưng mà nếu mà các cô đem mùng mền như vậy thì các cô có nghĩ rằng là nếu mà mệt quá thì mình nghỉ ở đâu? Thì nói chung là vì cái cô đi về cô 5 giờ rồi đó. À, là cái đợt trước mà thầy đi ngồi ngoài đó các cô cũng đi cùng rồi. 5 giờ. Cô đi đâu? À. Cái lúc mà dô nghĩa địa đúng không? Cái chỗ mà giờ gần đồi keo đúng không? À. Vậy thì khi các cô đến đây thì các cô chắc là lần đầu tiên tới đây đúng không? Nhưng mà cô đến đây cô cảm nhận là ở đây sao? Dạ. Dạ. Nhưng mà đến đây rồi cô chú, đến đây rồi cô chú quay về luôn hay là đi đâu nữa? Dạ. 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 À, dạ. Không sư ở Nha Trang thì bọn cháu là có thông tin chính xác mà. Đó thì con hay gọi cô. Dạ, vì sáng nay thầy có đi khất thực hai nhà thầy quay lên. Mà có biết sáng nay không? Sáng nay thầy quay lên cái nồi cơm điện đầy mà là còn có cả một cái bịch nho đen nữa, nho Mỹ á. Người dân là cúng dường thầy. Nên là bà con nhìn thấy cũng mừng lắm. Cái đấy mà thầy cũng lại đi cái chỗ người địa nó như đó mà sáng dậy đi mà mưa là có như lúc đấy là mưa tầm tạ. Dạ. Nó có chỗ ngủ lại. Ngủ lại đó. À. Không ướt luôn. Dạ vâng.
Hôm nay cô chú đến đây thì mình có nói với con cái là mình đi vô đi du lịch không? Có chứ. À. Là cô đi lại nè, có của chứ. Dạ. Đi cũng là tấm nguyện của cô là cũng đến. Có chứ con. Đi đến rồi là quả mình. Có chứ. Dạ. Nhưng tại đấy là đi thật lắm. Dạ vâng. Ẩm. Ngoài còn đúng rồi. Sau đi mà cứ cô về thì mình đánh lễ không đánh lễ đó là mình lại đi đi là nguyện. Dạ. Có chứ được. Nghe bố không? Dạ vàng, ở đây nói chung là cũng bà con đến đây cũng nhiều lắm. Bà con muốn đến đây để đảnh lễ cái nơi gặp. Rằm Vũ Lan vừa rồi này, có cho con nhỏ mà. Dạ. Có cho con nhiều đó. Dạ. Nhìn theo nhỏ đó, để kính xong mình để cuối cùng chưa đâu mà còn út. Dạ. À. Cô các cô đến đây nhưng mà nói chung là hôm nay không có thầy ở đây nhưng mà chắc là mình cũng vẫn cảm thấy trong tâm mình rất là thoải mái đúng không ạ? Dạ. Con bà là cũng là cái đó là cái khúc để cái sư tu để cho. Dạ. Thôi trong lòng mình cảm thấy cũng mãn nguyện chứ. Dạ. Con bà là mình đến đây mà sư mà cái thời gian mà sư đi đi chắc có thực đấy là cô đền bố đó. Nhưng mà con nghĩ lương người tới thôi, mình cũng đã gặp rồi. Dạ. Chưa muộn tới cái cốc để đành để thôi. Dạ. Đi là quả mạng nha. Vì... mẹ sư bình đó là cô theo dõi hết, cô biết. Dạ. Cô theo dõi ai bộ nội. Kính mới xong để kinh này. Nhưng mà kính con vì nó là... Dạ. Tại vì đúng là cô thích là cái thân thật á. Dạ, vâng, cảm ơn các cô. Con mà đi tỉnh cô làm dựa rồi cô cũng rất thật. Dạ, vâng. Nói chung là ở dưới cốc của thầy thì hầu như là trong Nam ngoài Bắc họ cũng muốn tìm về đây. Bởi vì họ cũng biết là thầy cũng có ở đây nhưng mà họ vẫn có cái trong tâm có thầy là sẽ có thầy. Con cũng nghĩ cái gì cũng phải là đời có sư. Nhưng mà cũng có, mình cũng tự đành để là được thôi. Dạ. Mình cứ muốn luôn luôn cử nó về. Chứ đừng còn lại nói, có sư mình đến mà không có sư mình được. Dạ. Tôi cảm thấy chứ anh. Đó, khu vực bên trong mà mọi người thấy rằng là bây giờ buổi tối rồi nên là bà con cũng có đi về hết, chỉ còn có mấy người thôi. Đó, hôm nay cô chú đến đây muộn này rồi, chắc là tí mình ra nhà kia nhà mình kiếm chỗ nghỉ ở ngoài kia chứ. Đó, cô chú lớn tuổi mà cũng đi ghê ha, đi xe máy con thấy đem cả chăn mền đi, cũng cái hành trình mà đi từ ngoài đó đi từ lúc cô đi, cô chú đi từ hôm nào mà đến đây bây giờ. Đi chuyện này có thôi mà có gà Đà Nẵng ở đây là có á. Ngày hôm qua cô có gà Đà Nẵng á. À. Không ai bán nữa. Có ghé rồi mà bây giờ mới đi một mạch đến đây. Chắc đi đến đây chắc cũng phải đi cả ngày ấy chứ nhỉ. Cả ngày đó mà đúng là có hoài. Đến cái sầu rượi á, sầu rượi chứ tại. Dạ. Rất trời, nói chung là rất trời máy là có cái anh cũng là có duyên gặp anh đó. À. Anh trong cây á, đi bỏ cây bên anh Kỳ. Dạ. Cô Quang lưu lại bên gần đó, chứ thôi cô đi ngã tây là xa nữa rồi. Dạ. Chứ em chưa đến cái cuộc sống đó. À đi quá đi. Quá luôn. Thế với cô làm sao cô biết tìm về đây? Có cái anh đó, anh lấy chị đến cả cây. À. Cơ Dũng có duyên rồi, nhưng cô có câu hỏi các bác chị đấy, chưa là cô phải đi lùi lại, cô đi vô cái đường sao cái nào mê ấy, cũng không đi đường không được đâu. Dạ. Lên được sao? Lên nó đất đối. Sao mà bố thảo đánh nó vậy đó. Đất nóng. Dạ. Ai mà có tầm mấy đồ hay gì đó thì để cho mấy cháu nhỏ mấy để đi học. Dạ. Chứ bài nữa thì chúng sư mấy sư lượm. Dạ bà. Như thầy là thầy nhặt cái miếng vải ở ven đường nhặt. Như hôm bữa ở Vĩnh Phương đó, người dân họ cũng dân rồi thì đó là tấm lòng của các đệ tử. Dạ. Mà thầy cũng không có nhận cái đó đâu. Đó may đi. Một cái áo cho hàng. Em tính may mà hồi chiều tại cô định lên hình cái khăn mấy cái. Dạ. Thì nói chung là ở đây con thấy là cũng có nước nhiều nè. Rồi là cũng có vải vóc thì người dân thì có thể là đến đây thì mình xin lộc rồi đem về có thể đầy nước. Bà con này đến cứ mỗi người lấy ít rồi mình xin lộc về. Dạ. Mình xin ít lộc về để gọi là như mình đến đây rồi á, mình cũng có cái tâm á. Thành vải đi. Mình vào đây là coi như là khoảng rồi con xin được về tặng con xin đây cho con cho cháu. Dạ. Rồi con mình là phải vào đây khoảng rồi. Dạ. Dạ bà. Có mẹ cái đường này chứ. Chủ đi theo thầy 3 ngày rồi đó. À. Mà không ăn được uống không được mà nó. À. Giống như kiểu đi cùng thầy có cái năng lượng rồi. Còn năng lượng có thầy thôi. Con biết cô làm bên bệnh viện đó. Cô làm cái răm tuấn thú á. Mà coi như là đồ mà qua chơi là coi như đồ ông lấn mà mùa. Bỏ biến bố mà mùa nữa. Dạ. Cô đi làm khói dí. Dạ.
nắm mẫu cô cùng làm hết đó. Dạ vâng. Được cơ hội để đấy là đi chứ mình nguyên miếng lớn nè. Được làm được cái gì được là mình cứ làm, học theo làm được cái gì được là mình cứ. Cô mà chú mà đi xe máy từ ngoài Huế vào đây thì có thay đổi tài lái không hay là mình cô chở? Cô không lại. Dạ. Cô chú không đi xe đâu đây cho tiện mà đi xe máy chứ cho khổ. Cô đi xe đâu cô đi được. Dạ. Cô đi để nó có năm đấy. À, đi mệt say kiểm tra xem là cái hôi đồng cười được hai... dấu mà đã nặng ra không thôi mà năm bảy hai qua kia qua đây khỏe thế được khỏe chứ đâu cái mà có mệt là ngồi xuống nghỉ xì ra có chủ nghiệp mệt rồi dạ thoải mái giống như là để ai cũng có đó mình phạt cho người ta chứ để đây thì cũng là không mong chứ nói chung đến đây họ đến họ xin lộc có người họ xin là miếng được đó họ xin miếng chung là họ cũng bỏ đây nhiều ấy thì ai xin lộc và họ đến lấy một miếng chứ đem đi cái vải này đâu có làm gì đâu. Hôm nay anh thành kia dọn. Dạ là. Thì đây bây giờ anh sang cứ đem về đi. À, lúc nào để đó anh xử lý thành một tấm luôn cho. À, ra nhiều ghê. Anh cứ để nhà anh đi rồi lúc nào em ra em ráp cho. Trời này quá trời rồi, quá trời là miếng những cái miếng vải vải y này. Đó, bà con cũng em đến đây rồi. Cô lấy đi. Cô lấy đi. Cô lấy để xin cho mấy cô một cái miếng coi, lấy hên coi. Đó. Rồi. Để xin lấy hai miếng vải y này để vải của mấy cô hôm bữa để trong cốc để cho sư đi đó. Về sư lấy sư may y nhưng mà những cái vải này sư đâu có lấy đâu cái này là y hạ nè cái đây là y hạ nè còn y sư đâu có dùng đâu mà dạ tại vì có thầy kia con đi theo sư hay không á mỗi hình như có cả lá cờ trọng á đợt mấy cái cô đó có may lá cờ á thấy sư Minh Phong chỉ em là cái nào thì hạ nè cái nào còn là cơ lại là cơ đang treo đấy dạ không treo được không ở đây có cô sư ra đi rồi không treo mấy cái đâu mới đâu mới nay nữa luôn tự nhiên nó nổi cái cố nữa lắm ở chỗ này mọi người thấy cũng có đèn đèn cây vợ kì cũng có cô sư ra bên này giống như vẫy á đấy là giống như vẫy á được nó làm được đó giống như vậy á, nhè. Rồi nó hơi những cái điều nó hơi tế nhị. Một người làm là nhiều người sẽ làm theo. Nhưng mà không đúng. Giống như ngày hôm nay cũng có một cô đến như vậy nữa là ấy liền. Đưa ra mời đi cô đi cuốn theo rồi cuốn biết chứ cái này là cô biết. Bữa nay là không có một cô nữa. Bưng ảo đi của sư. Màu sắc của sư mà đi đựng giữa. Đúng rồi, không được làm được. Trời tối này. Ôi trong này cá nhiều mà cái chỗ này là hay bỏ thức ăn cho cá mọi người. Wow bãi đẹp quá đẹp gì wow cái này làm áo choàng à, cái này làm khăn cái miếng này đẹp đấy cái này là miếng khăn ạ à. Cho em để lấy cái miếng này coi để xin cho mấy cô coi có mấy cô nhờ bảo là xin giùm cô chai nước với cái khăn này em lấy cái khăn này để gửi cho mấy cô luôn. Wow đẹp quá. Đó, xin cho mấy cô luôn. Vải này mới lớn nè. Để tí xin cho mấy cô luôn. Để cô phải đi được cô tâm nha. Đó là cái gì? Là cái gì? Wow, đẹp. Ồ, cái đó là cái khăn cũng đẹp á cô. Ừ. Wow, vậy là những bao vải ở đây là được con xin kìa. Con có cái một sốc vải trắng của sứ rồi, chứ con xin cái màu này nữa là con làm cái khăn. Để được ẩm bụng màng của con, màng của dân rồi. Có mấy cô cứ bảo là cho mấy cô xin miếng vải hay là cái gì đó lộc của cốc của thầy đó chắc tí em lấy cái miếng này về em gửi cho mấy cô hay xin nước á mọi người giống như kiểu là người ta cũng theo kiểu là mình duy tâm đó xin mình xin cái chai nước này cũng với cái cùng một miếng vải này đó thì nói chung là mấy cái đấy thì nó mình cũng gọi đến đây thì họ cũng bỏ đi mà đem đến chỗ cốc của thầy này thì nếu mà ai mà có hữu duyên thì mình sẽ gửi tặng cho người đó, chả mất phí gì cả, không có mất phí cái gì đâu. Nhiều bạn con đô tôi một đô bồ nói á, họ hỏi như họ tự họ cũng đi cho cô vừa nhận cái khăn đó luôn đó, mà cái màu của nó là nhã nhặn luôn đó. Cô lại thích, dạ. Cô thích dưới biết thôi. Ngoài nữa là có như sứ đưa họ tự họ dính cái màu trắng, dạ. mà lùa. Nên xưa cô bé cô máy kiểu tàu á.
Dạ đẹp lắm rồi đó, vừa dặn luôn anh thấy không? Vừa dặn luôn. Vừa rồi. Của xứ mà. Thành cái khăn luôn. Hạnh phúc quá. Dạ. Quá hạnh phúc. Nhớ để cho chỗ sạch nha anh, đừng để gì đó. Để chỗ sạch. Dọn cái miếng mấy cái miếng vải đi. Không, để tí anh à? Xin cho mấy cho mấy cô đó cô ấy. Có không cái đấy không không. Em cũng đâu có lấy đâu. Cho mấy cô ấy có cái túi nào? À cho cháu cái xin cái túi. Đó, để em bỏ cái túi. Cái túi này này, cái túi ngoài đó, đó, đúng rồi. Đó. Bằng giò mới đỡ đưa cho. Có mấy bà nào mà xin cái lộc của thầy đó, tí em xin em bỏ cái miếng y này cho này. Trời cũng tối. Trời tối. Đến đây đảnh lễ cốc của thầy. Trời tối mọi người. Vào trong đây luôn. Thế mình thiện lại trong Hoa Viên. Em Hoa Viên Bình Dương, dạ ở chỗ đó là con đã tới mấy lần rồi. Cô thấy má. Dạ. Cái video của mẹ con không có quay mà thấy. Cô thầy có nữa. Dạ. Thầy bây giờ thì thầy lâu rồi. Dạ. Cô mới thấy vô án là vợ mặt thầy đó. Râu này, nô này, con này, ta thêm hai ba cái nữa. Dạ. Mà này đúng truyền thống của người Huế thôi. Áo tím mà. Áo tím, áo tím. Thì ngày mà đi ra ở Bà Rịa là ngày đầu á là cô bừng bộ đồ ra. Ngày thứ hai là cô bừng mang tiền đi. Cô cũng đi bên cạnh chứ. Nhiều chứ mà quay mà thấy là thấy cô này, cô đồ bừng bộ đi, cô đồ tiền đi. Cô đi cắt chứ hai. Cô đi cũng đi thôi. Cũng dưới nhà không. Chỉ có khi mà cô đi lên. Trời tối. Và đây cũng có một hoàn cảnh khó khăn. À là cô bị sao ấy chị? Dạ bị tim bẩm sinh đây ạ. Có giấy tờ đàng hoàng. À không không không, ý là cháu rất là khó khăn. Hai mẹ con hả? Có giấy tờ đây chứ không phải. À. Dạ là cháu đáng lên tận nhà phát nhưng mà ở đây bởi vì có một nhà ở trong đó nên là bọn em đứng ở đây để đợi. Em đây có giấy tờ của cháu đây. Dạ. Cháu năm nay mấy tuổi rồi chị? Có 12 tuổi. 2 tuổi mà bị tim. Đó, bị bệnh tim bẩm sinh nên là. Hai mẹ con hả? Hai mẹ con. Bằng xe chị đâu để anh Thìn đem cái đồ đấy treo lên đấy. Cho chị rồi cũng có thể nói chuyện với chị một chút nữa. Dạ, và người cháu là bị như vậy từ nhỏ. Cháu đẻ ra là bị rồi. Nhưng mà vậy thì nếu mà để quá trình mà nuôi dạy cháu cũng vất vả lắm nhỉ? Dạ vâng, cháu đẻ ra bị mà một tháng là đi mổ đây, có giấy tờ của cháu đây chứ. À, làm dạ. Là cái khoản chi phí để mình lo cho cháu có nhiều không ạ? Ý là hồi đi mổ là nhà nước với lại các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ. À. Với cháu có ở bệnh viện Nhi Đồng 2 với lại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. À. Dạ vâng. Đây là cái bằng khuyết tật của cháu. Là mỗi lần mình đi như vậy có tốn kém chi phí nhiều. Dạ ý là có mình đi tốn dạ, anh Thìn đứng đây xíu cũng cái là cũng hỗ trợ để gieo duyên cho chị đấy. Đây là anh này cũng là đại diện để hỗ trợ. Có cháu có đi học được không? Dạ, cháu đi học kém, nói chung kém hơn các bạn nhiều á. Nhờ sự quan tâm của mọi người để ý đến cháu nhiều ấy. À. Dạ anh cho em hỏi là em của thầy Vinh Thịnh. Dạ, em hôm qua em cũng có chú tốt của thầy.
À, ông quay xuống hả? Dạ, nhưng mà... Đi một mình xuống hả? À, đi một mình xuống luôn cốc? Dạ, vâng. Không, hôm qua xuống có gặp anh Thìn không? Dạ, không. Không gặp anh Thìn à? Qua... buổi sáng em có đi bốc mổ cao su cho người ta, buổi chiều em mới đi được. À, dạ. Vậy là cũng có duyên để xuống đó là được rồi, đây cũng gần mà. Nhưng mà chị đã gặp thầy Minh Tuệ lần nào chưa? Dạ. À, vậy là ok rồi. Dạ vâng, vậy thì cũng cảm ơn chị nhé. Thì cũng anh ấy cũng có phần quà để giúp giao duyên cho mọi người vậy thôi. Mỗi người một phần quà nho nhỏ. Rồi, rồi ok. Cảm ơn. Rồi, rồi ok rồi. Đó. Đó.